Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến với lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Nơi đây có những thói quen, phong cách sống đã trở thành một nét văn hóa, trong đó phải kể đến nghệ thuật ẩm thực tinh tế, cầu kỳ của người Hà Thành. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những món ăn của vùng đất kinh kỳ không những không bị mất đi mà ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng của mình trên bản đồ ẩm thực thế giới. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Crystal đến từ tạp chí Wanderlust Tip. Hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn trong hành trình khám phá những cái món ngon tại Hà Nội. Và mình xin được giới thiệu với bạn đồng hành của mình ngày hôm nay là anh Travis, là founder của trang Yêu Máy Bay. Xin chào các bạn, rất là vui được gặp các bạn độc giả của Wanderlust Tip ngày hôm nay tại Hà Nội. Những tiết trời thu như thế này rất mát mẻ và thật may mắn khi Travis ra đây thì cũng đúng lúc là gió mùa vừa về được vài ngày, xua tan đi những cái nóng của mùa hè. Biết là bình thường ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mỗi một buổi sáng thì anh thường hay chọn những cái món gì cho cái bữa sáng của mình? Thì có rất là nhiều món mà ở Hồ Chí Minh mọi người ăn, như là cơm tấm nè, phở cũng có, hay là bánh canh, hay là hủ tiếu, nói chung cũng rất là đa dạng. Nhưng mà anh cũng nghe là ở Hà Nội thì cái đồ ăn sáng, đồ ăn ẩm thực cũng rất là đa dạng, nhất là khu vực mà ngay ở trước mặt chúng ta đây là khu vực đường Lý Quốc Sư, cũng là cái nơi mà anh cũng nghe nói là có rất nhiều các món ngon, trong đó có một cái quán phở gì đó mà anh quên tên rồi. Anh nghe nói rất là nổi tiếng. Thế là anh cho biết đi ăn phở trong bữa sáng này đúng không? Đúng rồi. Ok. Thế thì em sẽ dẫn anh đến quán phở số 10 Lý Quốc Sư. Đúng rồi. Là một trong quán phở rất là lâu năm tại Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta đi ăn thôi, tại vì ăn sáng nhà chị ăn cũng có. Lang thang qua các con đường ngõ phố Hà Nội, chẳng khó để bạn có thể bắt gặp một quán phở thơm nức, tấp nập khách. Thế nhưng, trong số vô vàn quán phở như thế, thì phở Lý Quốc Sư vẫn được nhiều lớp người Hà Nội trân trọng và ghé đến đông hơn cả. Quán phở này vẫn giữ được phương pháp nấu truyền thống, từng gia giảm đến các thành phẩm, nước dùng, bánh phở, thịt bò đều đảm bảo trọn vẹn chất lượng dù đã qua nhiều năm tháng. Chỉ nhìn thấy các cái loại gia vị ở trên bàn là đã thấy rất là thèm rồi luôn ấy. Anh thì anh vừa bước vào xong là cái mùi phở nó xộc vào mũi anh, là anh cảm thấy là bụng nó sôi lùng sục rồi, rất là thơm luôn. Và thực sự anh thấy là phở ở ngoài Bắc á, nó khác với cái mùi vị, cái hương vị nó khác rất là nhiều trong Nam, kể cả cái hương vị mà mình bước vào con phở đó, nó là cái mùi rất là đặc trưng rồi. Tại quán phở 10 Lý Quốc Sư, thực khách sẽ có nhiều lựa chọn, từ những món phở bò truyền thống như phở tái, phở chín, phở bắp trần, cho đến những món ăn hiện đại khác như phở xào bò, mì xào bò, bò xào cần. Nước dùng của phở được ninh từ xương cục, xương ống, xương bò và tuyệt đối không dùng chất phụ gia để tạo vị ngọt. Thịt bò được tuyển chọn qua nhiều khâu kỹ lưỡng. Gia vị cũng được chú ý nêm nếm để đạt đến sự hoàn hảo nhất, làm vừa lòng cả những vị khách khó tính. Thưởng thức mỗi bát phở nóng hổi, thực khách cảm nhận được sự ngọt ngào, tâm huyết của người nấu. Anh rất thích cà phê vì một ngày anh phải uống ít nhất là 2 lần cà phê, không có cà phê anh không có sống được. Và anh nghe nói là cà phê vỉa hè anh mà cũng rất là thơm. Thế thì em sẽ mời anh thơm vì một loại cà phê đặc biệt hơn là cà phê trứng. Cái này anh nghe rồi nhưng mà anh chưa bao giờ được uống, vì một phần là không ai dẫn đi và một phần là cũng hơi nghe dè khi muốn làm cà phê lạ cái này, nhưng mà may quá em, thì ok anh sẽ liền thử xem nào, hy vọng là ngon. Sau khi kết thúc bữa sáng bằng một tô phở dinh dưỡng, người Hà Nội thường chọn cho mình một góc quán nhỏ, ngồi nhâm nhi hương vị cà phê nồng ấm để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Cà phê trứng thì từ lâu đã rất là nổi tiếng rồi, mà nguyên liệu làm sẽ là từ trứng tươi được đánh lên pha cùng với cả cà phê. Thì em nghĩ là
chắc là món này là độc nhất vô nhị trên thị trường. Cái tên cà phê Giảng này có lẽ đã trở nên rất quen thuộc đối với những ai nghiện món cà phê trứng. Góc quán nhỏ nằm trên đường Nguyễn Hữu Huân được mệnh danh là một trong tứ trụ cà phê của Hà Nội. Nhân, Nhĩ, Dĩ, Giảng. Cà phê Giảng cũng là nơi đầu tiên ở Hà Nội cho ra đời phiên bản cà phê trứng do cụ Giảng chế biến dựa theo công thức cà phê cappuccino từ ngày cụ còn làm nhân viên pha chế ở khách sạn Metropole. Cà phê trứng ở Giảng có vị đậm đà của cà phê và vị thơm lạnh của lòng đỏ trứng gà, thêm vị kem ngọt ngào. Tất cả đã tạo nên hương vị béo ngậy đặc trưng. Và nếu không uống được cà phê, bạn hoàn toàn có thể nhâm nhi một ly cacao trứng thơm phức và ngọt thanh vô cùng. Cacao đặc sánh lẫn trong lớp trứng bông tơi, một thức uống nhẹ nhàng nhưng đưa đầy cảm xúc ngọt ngào trong một buổi sáng tuyệt vời. Trong phần tiếp theo, mời quý vị tiếp tục đồng hành và dõi theo hành trình của hai vị khách mời Crystal Hương Trang và Travis để khám phá những món ăn khác cũng không kém phần độc đáo của ẩm thực Hà Thành. Rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón.